Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta có một mẫu đầm dáng bút chì. Các bạn sẽ có phần cổ là cổ thuyền, tay chườm. Các bạn sẽ có một phần búi xoắn ở đây, xếp ly ở trên đỉnh vai này. Từ cái đường búi xoắn này thì các bạn sẽ mua đường bổ mảnh xuống dưới gấu và các bạn sẽ tạo được cái phần sẻ khoảng này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của mẫu đầm dáng bút chì cơ bản. Các bạn nào mà chưa có cái công thức chuẩn để các bạn dựng được cái dập gốc cơ bản nhé thì các bạn có thể tham khảo qua quyển sách này của mình. Trong này mình có hướng dẫn các bạn để cắt các thân cơ bản từ chân váy, sơ mi, đầm quần, vest, măng tô đến áo dài. Đồ nam mình có quần âu sơ mi nam và vest nam nhé. Khi các bạn mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có cái dòng dẫn nhé. Dựa vào quyển sách này thì các bạn có thể dựng được cái dập gốc Levi giống mình đang có ở đây. Toàn bộ công thức mình sử dụng đều là công thức Levi hết nhé. Trong này mình có hướng dẫn về các cái kiểu chân váy này, các kiểu đầm, các kiểu sơ mi, các kiểu tay, các kiểu thân, biến kiểu nhé. Các cái biến kiểu cơ bản để các bạn có thể ứng dụng vào để chúng ta thiết kế lên các cái mẫu mã khác nhau, các cái kiểu dáng quần này. Đó, được chưa nhá? Rồi, các bạn nào có nhu cầu thì có thể đăng ký với mình qua Zalo phía trên này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có phần thân trước và thân sau như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt rời cho mình cái đường ngang eo này ra ở cả hai thân nhé. Đối với thân sau thì các bạn sẽ cắt hơi chéo xuống cho mình một chút. Đây, chúng ta sẽ có được phần thân như này. Phần thân sau thì các bạn phía dưới này các bạn chiết cái ly này vào cho mình. Để thân trên thì các bạn sẽ để chỗ này thừa ra một chút để chúng ta vẽ phần tay chườm nhé. Đối với thân trước này, phần thân trước này thì các bạn sẽ cắt rời cho mình cái đường ngang eo này ra. Chúng ta sẽ kẻ lại cái đường ly này. Phần ly này thì các bạn sẽ kẻ nối thẳng luôn, nối thẳng từ cạnh ly vào đầu ly thân. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cho mình cái đường một đường cạnh ly này ra, đóng cái ly vai này lại. Đây mình sẽ dán vào nhá. Kẻ lại cho mình đường vai con, sau đó các bạn kéo dài nó ra. Từ đầu vai các bạn lấy ra ngoài cho mình 5 phân. Đây thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình tầm khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi nhá. Chúng ta sẽ đánh cong phần này đi. Đó, các bạn sẽ tạo được phần vai chờ. Hạ nách thì các bạn sẽ lấy xuống thêm cho mình tầm 1 cho đến 1 rưỡi. Và chúng ta vẽ lại cái đường vòng nách vào đây. Đó. Ok. Và ở đây thì mình sẽ cắt nó ra nhá. Phần này thì các bạn có thể để chúng ta vẽ thân sau xong thì các bạn cắt nhé. Rồi, đối với thân sau này chúng ta sẽ đặt hai đầu vai thân trước thân sau bằng với nhau, đường vai con trùng với nhau. Mình sẽ sang dấu lại cái phần vai chờm này, đánh dấu lại vào đây. Hai phần nách này các bạn sẽ để cho bằng nhau nhé. Chúng ta sẽ đặt hai đầu vai chườm này bằng với nhau. Ở đây thì các bạn sẽ điều chỉnh cho mình cái vòng nách nha. Điều chỉnh cho mình cái vòng nách của vai chườm này để cho khi các bạn ráp hai cái thân trước với thân sau lại với nhau ấy, nó sẽ tạo thành một cái đường trơn. Ok, được chưa? Chỗ này nó sẽ hơi thẳng một chút nhé. Bây giờ mình sẽ cắt thằng này ra. Rồi, phần thân trước này
Ok. Ở đây mình sẽ cắt lọc bỏ ly thân đi luôn nhá. Chúng ta sẽ vẽ phần cổ này. Từ ngang cổ cơ bản các bạn lấy ra ngoài thêm cho mình khoảng là phân rưỡi cho đến 2 phân nữa. Các bạn muốn làm cái phần cổ này nó rộng ra hơn thì chúng ta có thể lấy nhiều hơn nhé. Rồi. Sâu cổ các bạn lấy bằng cái sâu cổ cơ bản hoặc chúng ta lấy xuống hơn tí, được chưa? Đó. Ở đây mình sẽ vẽ được cái vòng cổ này ra nhé. Chúng ta sẽ giảm đi cổ đi một chút. Ở đây thì các bạn sẽ đóng cái phần ly cổ lại cho mình này. Ok. Chúng ta cắt lại đường vòng cổ. Mình sẽ chủ động cắt cho nó rộng hơn một chút nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt cho hai đường vai con thân trước thân sau bằng với nhau. Chúng ta lấy được ngang cổ phần thân sau bằng vai con thân sau lớn hơn vai con thân trước 5 ly. Sâu cổ thân sau các bạn lấy xuống thêm cho mình 5 ly nữa. Và chúng ta vẽ được cái vòng cổ thân sau ra đây. Sống lưng thì các bạn sẽ giảm vào cho mình một chút nhé. Okay. Đối với thân sau thì các bạn sẽ chiết cái ly này vào cho mình. Chúng ta may với cả phần thân dưới nữa. Nha. Được chưa? Chúng ta may với thân dưới nữa là xong. Về phần thân trước này. Ở đây thì các bạn sẽ mở đôi cái phần thân này ra cho mình. Đây. Các bạn sẽ mở đôi cả thân trên và thân dưới của thân trước này ra cho mình như thế này. Chúng ta cắt rỗng bỏ hết ly đi nhá. Được chưa? Về phần thân phía bên dưới này, nửa thân bên trái này, các bạn sẽ kéo dài cho mình cái đường bổ mảnh xuống dưới, kéo dài đoạn này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy đoạn xẻ nhé. Phần xẻ này thì các bạn sẽ lấy tùy ý đấy, chúng ta muốn nó xẻ lên cao hay là thấp thì các bạn sẽ lấy nó tùy ý ở trên cái đường bổ mảnh này. Sau đó chúng ta sẽ cắt phần xẻ này ra, độ to nhỏ thì tùy ý nhé. Đó. Ở đây mình sẽ cắt rời nó ra. Rồi. Mình sẽ đánh dấu mảng này là mảng số 1. Đây là mảng số 2. Tiếp đến phần nửa thân trên. Các bạn dán cho mình cái phần ly này vào. Được chưa? Chúng ta sẽ dán hai cái phần ly thân này lại nhá. Sau đó các bạn sẽ đặt nó vào đây. Đây, chúng ta đặt vào đây như này. Xác định cho mình cái điểm xoắn này chúng ta sẽ lấy bằng với cả cái đường bổ mảnh hay đường phần cạnh ly đấy. Được chưa? Lấy đúng vào cái điểm này cho mình nhá. Ở đây thì các bạn sẽ chẻ cho mình hai đường lên trên phần sườn. Một đường sang phía bên này, một đường sang phía bên này. Các bạn sẽ để phần thân này nó phẳng ra cho mình, sau đó chúng ta mới chẻ nhé. Ok, ở đây chúng ta sẽ có mảnh 3, 4. Bây giờ mình sẽ cắt phần này ra. Cắt phần này ra. Chúng ta sẽ lấy mảnh số 3, 4 đặt vào đây. Ghép cho mình số 1 với số 3 thành một mảnh, số 2 với số 4 một mảnh để chúng ta sẽ xoắn hai mảnh này lại với nhau nhé. Thì dựa vào cái điểm gốc xoắn này, phần múi xoắn này nhá, kẻ ra đây cho mình tầm 2 đường. 1 này, 2 này.
mảnh trên này cũng thế nhá, hai này. Cái mảnh số 2 thì từ cái điểm này các bạn sẽ kẻ ra đây cho mình một đường, chúng ta sẽ đóng đóng phần này vào, dán nó vào đây cho mình. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ cắt thêm cho mình một đường nữa. Đó. Chúng ta có thể cắt thêm một đường nữa xuống phần hạ mông nhá. Ok. Mảnh số 4 này. Ở đây thì các bạn sẽ cắt ra cho mình. Và cắt ra tầm 2 đường. Đó. Bạn sẽ bấm nó từ cái điểm góc xoắn này, bấm ra ngoài sườn. Các cái mảnh này thì các bạn sẽ bấm ra nhé, bấm hết ra cho mình để chúng ta giải lên một tờ giấy khác, mở được cái phần ly để tạo cái đất xoắn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm này. Chúng ta sẽ đặt mảng 1 và mảng 3 như thế này. Khi ghép lại với nhau nó sẽ thành một cái đường sườn liền mạch như này nhá. Các bạn sẽ đặt tay như này, chúng ta sẽ bẻ hai cái điểm này đối xứng với nhau. Và các bạn sẽ giải tách cái phần này ra. Giải tách phần này ra. Kẻ cho mình hai cái đường cách nhau tầm 2 phân nhá. Và các bạn sẽ giải tách nó ra. Đó. Được chưa? Chúng ta sẽ sang dấu lại toàn bộ nhá. Mảng số 2 và số 4 này cũng vậy. Chúng ta cũng sẽ để như này, gọn bẻ cho nó hai điểm này đối xứng với nhau nhá. Ok. Đây, sau khi mình đã mở ra được hai cái mảng như này, chúng ta sẽ có mảng số 3, số 1 ở đây. Ở đây mình sẽ bóc phần này ra nhá. Đây. Đây là mảng số 3 này, đây là mảng số 1 này. Đây là mảng số 2 này, đây là mảng số 4 này. Đó. Chúng ta sẽ giải tách hai phần này tách nhau ra cho mình tầm 2 phân. Đó. Chúng ta kẻ hai đường cách nhau 2 phân này nhé. Và mỗi cái ly thì các bạn sẽ muốn xoắn nó, cái búi xoắn nó to ấy, thì chúng ta sẽ giải tách cái phần này to ra. Được chưa? Cơ bản bình thường thì mình sẽ giải tách ra tầm 2 cho đến 4 phân. Chúng ta sẽ có được hai mảng như thế này. Và khi các bạn may xoắn nhé, thì chúng ta sẽ xoắn hai cái mảng này lại với nhau. Nhìn chưa? Đây mình sẽ dán lại cho các bạn nhìn nhé. Đây chúng ta bây giờ các bạn sẽ xoắn nó lại với nhau như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ may hai cái này lại với nhau nhé. Chưa? Chúng ta may từ sườn này vào đây. May từ sườn này vào đây. Nó sẽ xoắn với nhau thành một cái mối như này. Và đoạn này thì các bạn sẽ may đến đoạn xẻ. Được chưa? Giờ may từ đây xuống đến điểm xẻ nhá. Đó. Rồi về phần thân phía bên trên như thế này. Đây nhá, chúng ta sẽ có 4 cái ly. 1, 2, 3, 4 cái ly xếp như thế này. Từ ly đầu tiên này. Ly đầu tiên nhá. Ở phía ngoài này, ngoài cùng này, nó sẽ chạy vào bên trong. Nhá. Sau đó tiếp theo vào ly phía trong cùng này, nó sẽ đè hết ba cái ly này. Ở đây mình sẽ vẽ này, như này nhá. Chúng ta sẽ lấy từ phần cổ này, lấy ra đây cho mình được 2 phân đi. 2 phân nhá. Và chúng ta sẽ kẻ một đường vào phần thân, ly thân ở đây. Ở đây thì mình sẽ để nó cách một chút nhá. Đây là đầu ly thân này, mình sẽ để chéo lên trên này. Đó. Để cách cho mình là 4 đến 6 phân đi. Và chúng ta sẽ kẻ một đường vào đây. Rồi. Tiếp này, một ly nữa. Nó sẽ ở khoảng này, nó sẽ ngắn hơn nhá. Ngắn hơn phần ly này. Nó sẽ chạy vào đây. Đó. Tiếp theo này, một ly ở phía bên này.
nó sẽ ra đến đây đấy, cũng 4 đến 6 phân nhé. Sau này thì nó sẽ ra phía ngoài này hơn. Đó, và một ly nữa gắn đến đây chẳng hạn. Phần này ly này nó sẽ ra ngoài cùng luôn. Đó. Đó, các bạn cứ vẽ phát ra như này cho mình đi. Rồi. Đấy, sẽ nối xuống đây. Bây giờ mình sẽ cắt ra nhá. Chúng ta sẽ cắt ra để các bạn giải được phần ly này. Cắt theo đường ly gần với cả phần cổ này nhất. Bấm vào đây. Đặt đi ly ở phía bên này nhá. Chúng ta cũng sẽ bấm nó vào đây. Kiểu này là thế này. Các bạn cứ theo cái đường mà chúng ta đã vẽ, các bạn bấm nó vào đầu ly thân. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ dán thêm giấy để chúng ta mở tách được các phần ly này nhá. Đây, khi các bạn mở ly nhá, chúng ta sẽ mở phần ly phía ngoài này, ly số 1 này. Chúng ta sẽ mở nó to. Ly số 2 chúng ta sẽ mở nó nhỏ. Ly số 3 này các bạn sẽ mở nó to. Và ly số 4 này các bạn sẽ mở nó nhỏ. Nhá, được chưa? Ly to thì nó sẽ dài hơn và ly nhỏ nó sẽ ngắn hơn nhá. Đây. Rồi bây giờ thì các bạn kể lại cho mình các phần này. Chúng ta cứ kéo dài ra một chút nhá. Ok, sau đó mình sẽ gấp nó vào. Phần này thì các bạn sẽ gấp nó vào đây. Ly này các bạn gấp vào đây. Chúng ta không cần thiết phải gấp hẳn xuống dưới này đâu nhé. Các bạn cứ gấp cho nó êm êm là được. Nhớ vuốt hẳn bên trong này ra cho mình nhé. Đây này, các cái phần này thì các bạn cứ vuốt cho nó thẳng ra. Như này các bạn gấp vào đây. Như này chúng ta sẽ gấp nó vào cuối cùng này. Rồi này đang hơi thiếu nhá, mình sẽ dán thêm giấy vào đây. Đó, phần này các bạn gấp nó vào đây cho mình. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ lấy cái phần thân này nhá. Chúng ta đặt để cho ngang cổ trùng này và phần đầu vai này trùng nhau. Và các bạn sẽ điều chỉnh để cho các cái phần ly này nó hợp lý nhá. Ok. Đó, sau đó chúng ta sẽ vẽ lại cái đường này vào đây. Ở đây mình sẽ cắt nó đi nhé. Chúng ta sẽ cắt hết phần giấy thừa đi. Đây. Đó. Các bạn sẽ thấy cái phần ly ở ngoài cùng này. Nó sẽ che hết các cái ly ở phía bên trong này nhé. Đây. Nó sẽ phồng lên như này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đính một cái châm cài vào đây. Nhá. Đính một cái châm cài vào đây cho mình. Ok, sau đó thì các bạn sẽ may với cả nửa thân dưới thôi. Đây. May vào mảng số 4 và mảng số 3. Đó. Được chưa? Rồi. Ok, như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cắt mẫu đầm thì mẫu có sẵn. Các bạn thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ video với kênh mình nhé. Xin chào các bạn.